Tin giáo sứ Bình Hòa Giáo sứ Bình Hòa cử hành thánh lễ ban bí tích thêm sức Vào lúc 17 giờ, Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2018 Giáo sứ Bình Hòa vui mừng chào đón Đức Cha Du Xe về chủ tế thánh lễ ban bí tích thêm sức và bí tích thánh thể cho 101 em thiếu nhi trong giáo sứ Đồng tế với Đức Cha Du Xe còn có cha sở Phao Lô Phạm Quốc Túy và cha Tô Ma Thiện Trần Quốc Hưng Hiện diện trong thánh lễ còn có quý sơ dòng Phaolô Cộng đoàn Bình Hòa, quý phụ huynh của các em lãnh nhận bí tích, quý khách cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Du Xe nhắc nhở cộng đoàn và đặc biệt là các em lãnh nhận các bí tích hôm nay, hãy luôn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Ngài cũng nhấn mạnh trong cuộc đời của mỗi người luôn cần đến ơn Chúa Thánh Thần để có thể sống đẹp ý chúa trở thành con ngoan của ngài cuối bài giảng đức cha mời gọi cộng đoàn cùng hát chung phần điệp khúc của bài hát đáp ca để cầu xin ơn chúa thánh thần ngự xuống trên cuộc đời của mỗi người lạy chúa thánh thần xin ngài ngự đến canh tân đổi mới đời sống chúng con tăng sức linh hồn bồi thêm lửa mến soi sáng trí khôn hiệp nhất muôn lòng sau phần giảng lễ là nghi thức ban bí tích thêm sức do Đức Cha Du Xe chủ sự. Nghi thức này gồm ba phần. Tuyên xưng Đức Tin, đặt tay vào sức dầu thánh. Sau khi cha sở Phaolô giới thiệu các thụ nhân, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Nghi thức kết thúc bằng việc các em thiếu nhi tiến lên để được Đức Cha Du Xe sức dầu thánh. Trước khi kết thúc thánh lễ, Vị đại diện giáo xứ cảm ơn Đức Cha Du Xe đã yêu thương về dâng thánh lễ ban bí tích cho các em thiếu nhi. Vị đại diện cũng cảm ơn cha sở Phaolô, cha Tô Ma Thiện, Quý Sơ, anh chị huynh trưởng, các ban ngành đã cùng góp công cho thánh lễ được diễn ra cách long trọng và sốt sắng. Cuối cùng, vị đại diện dâng lên đức cha và cha sở bó hoa tươi thắm cùng với món quà nhỏ chan chứa yêu thương. thánh lễ kết thúc các em chụp hình với đức cha và quý cha với niềm vui và hân hoan trong ngày lãnh nhận hồng ân này